xin chào bạn nhé, xin chào bạn theo kênh YouTube Sao Channel. Đấy, các bạn đang xem trên màn hình là một chiếc bàn phím của Genius nhá. Dòng này bàn phím giá rẻ, bị chuột nó cắn đứt lung tung dây rồi, đang bị chập phím. Thì hôm nay mình sẽ có bài chia sẻ các bạn về việc sửa cái bàn phím này, sửa nhanh nhá, làm cách nào để khôi phục bàn phím này và sử dụng lại. Tức là trong trường hợp chống cháy thì có thể sử dụng, chứ còn nếu mà các bạn nào mà có kinh phí lớn thì tốt nhất là lên thay bàn phím khác, bởi vì dòng phím này giá rất là rẻ rồi. Đấy, Genius dòng huyền thoại, những ông nào dùng đều biết, bấm rất nhẹ và êm luôn. Một phím bị thụt rồi, phím này bị xít rồi. Đấy, đầu tiên ta sẽ tháo vào trước nhá. Dòng này giá rẻ nhưng mà phải nói là trong lịch sử mình dùng phím, mình phải nói công nhận con này oánh rất đã tay các bạn ạ, cực kỳ thích luôn. So với dòng Mitsu thì nó cũng ngang ngửa nhau ấy, dòng huyền thoại luôn. Tháo ốc trước nhá, tháo hết ốc ra sau tiến hành, sau tháo ốc sẽ tiến hành kiểm tra dây, sau kiểm tra dây ta sẽ tiến hành vệ sinh lại phím. Đây là phần ruột bên trong, các bạn sẽ nhìn thấy rõ nhá, ruột thiết bị bên trong này. Các bạn thấy không, rất là đẹp đúng không? Các bạn chủ yếu là quan trọng nhất là các cái đường gân chỉ này nó không đứt là được, chứ còn nguyên. Còn nếu mà chỗ nào thâm đen hoặc đứt gân thì các bạn nên bỏ luôn, không cần sửa nữa nhá. Đấy, không thâm đen là sẽ tháo cái này ra này, rút dây này ra và tiến hành vệ sinh lại toàn bộ phím. Tức là các bạn sẽ mang đi oánh xà phòng cho mình để đảm bảo là nó chất lượng còn tốt nhất, thì sau đó mới tiến hành mang vào và làm lại phần dây. Nhưng đầu tiên là ta cứ phải xử lý cơ bản nhất là sẽ xử lý về phần bẩn nhá, tháo ra vệ sinh toàn bộ phím á. Và chú ý đừng làm mất cái này nhá, cái này mất bây giờ khó tìm lắm ấy, bởi vì cái đồ này thường là phím hỏng là vứt đi hết, chúng ta không giữ lại cái này, nên những ông nào làm mất cái này thì thôi khó không tìm đâu, hoặc là mua bàn phím khác mà thay vào thì mất công lắm. Mình đã tháo hết cái phần nút bấm này lên nhá, nút này đừng làm mất nhá, mất nút nào là không nút đi dùng luôn đấy các bạn ạ. Đây xong rồi nhá, nhấc cái này ra cho mình này, đây là phần quan trọng này, chất xám nó nằm đây này. Đấy, cái này cẩn thận nhá. Đây ở đây là có cái gì? Ở đây chính là cái phần tín hiệu, nó sẽ đi vào và qua đây để chuyển đổi từ các cái phím bấm của các bạn ấy. Đấy, theo nằm ở đây. Tí nữa mình sẽ thay lại toàn bộ dây cho nó, thay dây. Bây giờ tiến hành đi vệ sinh thôi. Bây giờ mình sẽ mang ra oánh xà phòng sạch nhá. Con này nó bụi vải nó hơi nhiều, bẩn lắm rồi. Mang ra oánh xà phòng sạch sẽ. Sau khi rửa xong nhá, thì nó bật nhảy đúng không? Thì bây giờ ta sẽ dùng cái máy xịt nhá, dùng máy xịt xịt cho nó khô đi, khô sau mang nắng phơi, để nắng này, ngoài nắng này. À, không muốn xịt thì có thể mang nắng phơi lúc tự nó khô cũng được. Nhưng như mình thì mình sẽ xịt cho nó, xịt lúc để cho nó bay hết cái cặn bụi ra này, các cái cặn vải rất là nhiều. Đấy, à, xịt xong các bạn sẽ phơi khô nhảy nhá, phơi khô nhảy này. Đấy, bàn phím nó đã gần như là sạch rồi đấy. Ở trong rất nhiều bụi vải nha, cái bụi vải bạn nhìn này, đây này, những cái bụi vải xịt nó bắn ra này. Đây là một xưởng may, thì xưởng may bao giờ cũng thế, thì cái bụi vải rất là nhiều. Xử lý hết bụi vải xong là máy sẽ trơn. Các bạn nên phơi khô nhé, phơi nhà cho nó khô này, thì bàn phím nó không bị rít, thì bấm sẽ mát tay nhiều. Đấy, phơi một chút cho nó khô đã. Đấy, khô xong thì ta sẽ mang vào và bắt đầu tiến hành làm phần mạch bên trong. À, đã phải chờ chút cho nó phơi đã, cho nó phơi đi ạ. Đến phần dây nhá, ta sẽ bắt đầu xử lý nhá. Ở đây các bạn nhìn thấy cái dây này của mình này, ở đây là mình lấy dây của cái máy, của cái sạc sạc điện thoại này, thì nó có cổng USB đúng không, thì nó sẽ có 4 dây ở trong, tương đương với 4 dây này. Bây giờ các bạn sẽ cắt dây ra cho mình này, cắt cái đầu củ ra này, cắt ra cho mình, ở xong nó sẽ lò ra 4 dây và các bạn sẽ tiến hành hàn lại vào đây cho mình, hàn thay dây luôn nha. Các bạn sẽ thấy ở đây có mấy dây mình bóc vào này,
một dây chung này là dây bọc chống nhiễu này, 1 2 3 4 này thì nó sẽ có hai dây là dây nguồn và hai dây tín hiệu. Thì các bạn nhìn nhá. À đây, trắng đỏ vẫn như vậy nhá, đen. À, vẫn màu như vậy, các bạn sẽ đấu vào cho mình luôn. À, hàn tách từ cái dây ra và hàn lại dây cũ cho mình là xong rồi. Xong phần hàn dây. Và sau đó ta sẽ mang cái máy, mang cái phần mặt kia vào để tiến hành xử lý tiếp. Ta mang vào nhá. Phơi khô rồi đấy. Ở trong này nó bụi vải nhiều lắm. Thế là những ông nào mà làm xưởng may thì tỷ lệ mà ăn bụi vải đảm bảo mẹ 100% luôn, cực nhiều bạn ạ. Nó nằm dưới kẽ này này. Dưới kẽ máy rất nhiều bụi vải luôn. Xong nhá, bây giờ ta sẽ cho cái mặt vào đây, cái này này, cái phần tín hiệu nắp vào đây. Sau đó giải nút lên trên và tiến hành nắp cái mặt này lên nữa, cái mặt điều khiển. Mà điều khiển ta sẽ kiểm tra kỹ nhá, xem nó có làm sao nữa. Đấy nhá, bạn nắp vào đây cho mình này. Bây giờ các bạn sẽ một là giải nút luôn, hai là cho cái này lên trước, tùy hai phương án đều được. Hoặc là cho cái này vào đây luôn này. Đấy, nắp chặt đây cho mình này. Nắp chặt vào nhá. Đấy, ở đây nó có vị trí chân các bạn phải chú ý nhá. Thật ra là nó có chiều hết rồi, không sợ nhầm đâu. Chủ yếu lắp vào làm nào cho nó thật chắc là được. Đây, ôm ở đây. Lấy ốc bắt chặt đây cho mình, khóa lại. Khóa để cho nó cái chân tiếp xúc này này, nó ăn chặt vào và nó sẽ di chuyển ở trong khu này. Đấy. Mục đích chính là như vậy. Rồi đã xong mặt nhá, đến phần lật lên này. Ta sẽ lật lên, bắt đầu xếp cho mình cái chân nút bấm vào nhá. Giải chân nút bấm vào thôi. Xong rồi. Chú ý là đừng có làm mất cái chân đâu nhá. Cái chân này khó tìm lắm. Trước kia thì có mà đầy nhưng bây giờ khó khó tìm lắm. Đấy. Giải nhau nhanh nhất có thể là được. Thường thì cái này phải đặt bằng tay, tự đặt bằng tay hết vào. Đấy nhá, phím đã giải xong này. Giải xong ta sẽ đóng lắp lại nhá. Các cái chốt cố gắng lắp đúng vị trí cho mình như thế này là được. Đóng lắp lại. Đóng lắp lại, các bạn sẽ bắt trước cho mình một hai con ốc vào để cho nó khóa vị trí lại. Bạn chú ý nhá. Bàn phím này vẫn là mới mà, đây này, sản xuất năm 2017 18 xuất xưởng. Những con bàn phím này khoảng 3 4 năm trở lại thì cũng mà chạy tốt lắm. Nhòe luôn. Đấy. Khóa ốc lại nhá, khóa một hai con ốc lại cho nó chắc để nó không không tuột, sau đó ta sẽ thử phím á. Thử chạy tốt và tính tiếp. Đấy, có khi là lúc quá trình mình lắp ấy có một hai phím nó lỗi. Nó mà lỗi thì thường là bỏ đi luôn, bởi vì con này của nó sử dụng cái đường nối bằng than, không 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 sửa được. Đường nối than một thế hai giá trị nó thấp, thành ra nó cũng ít người sửa. Nó cứ hỏng là bỏ. Đây mình tận dụng lại một thế hai để cho những bạn nào ở các vùng xa xôi ấy mà không không có điều kiện để sửa thì có thể là không điều kiện mua mới thì có thể xem video tự sửa. Gọi là chống cháy, như ông mà ở vùng này gọi là sử dụng chống cháy cũng không không có cái để dùng thì thôi cũng được. Xong rồi nhá, đấy thử một hai phím thôi lại ngon rồi. Ui, này đẹp lắm mà đã. Ui, con này bấm thích luôn à, nút niếc này tinh tách luôn như bàn phím mới, đã luôn mà đã. Bây giờ ta sẽ cắm vào để chạy thử.